Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Ivy. Lại là mình, review game này anh em. Đấy, hôm nay thì mình cũng có nhận được một cái tin nhắn của một bạn gọi là thành viên trong nhóm. Đấy, bạn này thì cũng gọi là mới vào thôi. Từ gọi là xem từ những cái video của mình, gọi là viewer của mình đấy. Đó, bạn ấy cũng vào và cũng mới chốt được tầm 4 củ thôi. Thì bạn ấy cũng có đưa ra cái yêu cầu là có thể làm một cái video tổng hợp các cái dạng cầu dạng kèo như thế nào để có thể chơi ở trên cái con tài xỉu bàn to anh ạ, tài xỉu bàn gỗ đấy. Đó, thì ok, để theo chiều theo cái yêu cầu của bạn đời cô Liêu này thì hôm nay mình sẽ làm một cái video với con vốn là 50 củ này nhá. Đấy, anh em mình sẽ cùng nhau vào con tài xỉu bàn gỗ để chốt lại. Đó, xem là trong bàn gỗ này những cái dạng cầu nào, những cái dạng kèo nào anh em có thể tận dụng để có thể chốt lãi nhá. Ok, đây, tay đầu tiên thì anh em mình cứ để cho qua đi. Đó, để nói về cái dạng cầu ấy, thì thường ở trong cái bàn gỗ này, để bật ra cho anh em thấy là đó, bàn gỗ này thì ngoài những cái dạng cầu cơ bản như bên anh em nhìn thấy đúng không, thì thường nó sẽ hay lặp lại con cầu là 21 anh em ạ, 21 cầu đối đó, với cả cầu 123. Ngoài ra thì nếu mà cần thêm gọi là dữ kiện để dự đoán thì em có thể soi thêm một cái cầu cầu dây em nhé. Đó, ở đây thì có thể là có manh nha một chút, 1 2 3 ở đây. Nếu mà mình bắt con bốn cây xỉu này là đối thì ở đây nó có khả năng nó sẽ ra một tài đây anh em ơi, một tài đây anh em. Thì anh em vào trước 1M giúp mình nhé. Hôm nay thì là tròn là 50 củ hơn một tí. Đó, để xem hôm nay anh em mình sẽ chốt được kết phiên là bao nhiêu nhá. Ok, đây đầu tiên đã là 552 12 điểm tài rồi. Đó, vẫn là những đồng lãi đầu tiên cho anh em mình trong phiên chơi ngày hôm nay thôi. À, rất là đơn giản thôi anh em. Đó, anh em có thể nhìn thấy nó cũng không có gì gọi là khó khăn cả. Tôi cũng nói với ông đời cô Liêu rồi. Đấy, vì là cái cầu ở trong này nó cứ lặp đi lặp lại, với cả nó chạy kiểu ổn ổn này, tức là cái người chơi mới người ta chưa nắm được, người ta chưa quen được cái nhịp độ chơi thì người ta thấy những cái như này là hợp lý, nhưng mà những người chơi quen như tôi rồi thì nhiều khi nó lại đâm hơi nhảm anh em ạ, bởi vì bình thường đâu có đơn giản là mình chơi là mình chốt lãi bình thường đâu đúng không, mình chơi mình còn có gọi là cảm xúc chiến thắng nữa anh em ơi. Đó, cái cảm xúc chiến thắng mới là cái quan trọng giúp mình gọi là sảng khoái thư giãn trong những phiên chơi anh em nhé, thêm góp phần thêm vào cái số gọi là tiền mình thắng được đấy. Đó, đây à, cái thứ hai bắt xỉu phát ra về tài luôn anh em ạ, hơi dở nhỉ, mà không sao, ở đây thì nó cũng là bắt xỉu về tài thì cũng không sao đâu. Đó, coi như là thêm một dữ kiện này, anh em mình nhìn thấy ở đây là một cái cầu 123 rồi anh em ạ, 123 chắc chắn như thế này tay sau thì nó chỉ có thể là về xỉu mà thôi. Đó, anh em nhìn thấy 1 2 3 ở đây chưa? Một tài này, hai xỉu này và ba tài gần nhất đấy nhá anh em nhá. Đó, thế thì tay này anh em mình sẽ vào vào xỉu thôi. Lúc nãy thì mình vào là tầm mà rưỡi à? Hình như là vậy. Không nhớ là. Thì bây giờ mình sẽ vào tầm 4M đi. Đó, lấy lại những gì anh em mình vừa mới để thất thoát lúc nãy và ghi thêm cho mình những số lãi cụ thể luôn anh em nhá. Ok, khỏi phải che luôn anh em ạ. Này nhanh luôn chứ còn gì nữa. Tôi đã phán rồi. 3 củ tư tiền lãi nó đã về tài khoản anh em mình rồi. Đó, quá là ngon luôn anh em đó. Bây giờ anh em nói thật với anh em nhé, những cái tay như này nó gọi là gần như là cho không anh em ạ. Quan trọng là anh em có đủ kiên nhẫn để giữ vốn đến cái thời điểm này anh em đánh không mà thôi. Đó, tôi nói thật với anh em như thế. Ở đây anh em có thể đợi này, đợi một tay xỉu mà ra thì tay sau anh em mình phang tài, bởi vì ở đây là sẽ là một cái cầu đối tam giác cân, đây 1 2 đối ở cái tay ba tài này, ba cây tài này đối hai xỉu một tài anh em nhá. Đó, xem quả này đi nhìn một tí thì mình nhìn ra ở đây nó có một chút gì đấy gọi là xỉu rồi, nếu mà đánh thì anh em mình vào xỉu thôi. Bây giờ xem dự đoán anh mình có chuẩn sai hay không này. Đây là 56 luôn anh em ạ, 563 14 điểm không tài được, à không xỉu được mà là tài luôn.
Thế thì một cái đường nó hơi gọi là đột biến sinh ra ở đây rồi. Một cái đường gọi là tiếp tục có khả năng nhả một tài một xỉu nữa là cầu 1-1. Thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng tầm 60-70% thôi. Đó. Nếu mà đánh nữa, anh em mình đánh thêm một cây tài đi, anh em mình nuôi tài một tay nữa. Hơi khó nhỉ. Đó, nhiều khi nó cũng hơi hơi gọi là lưỡng lự đó, bởi vì là anh em mình biết đấy, biết nhiều cầu quá nó hay gọi là overthinking anh em ạ. Một tay xỉu đi. Anh em mình chưa biết như thế nào đánh một tay xỉu đâu nào. Sẽ có ra 1-1 không? Ui rồi ôi, không ra rồi. Không ra 1-1, nó ra 1-2-3. 1-2 rồi anh em này. Một xỉu hai tài rồi này. Một xỉu hai tài. Ở đây thì khả năng là một xỉu hai tài và nó về ba xỉu thì hơi thấp anh em ạ. Nó sẽ có những cái nước thường là 1, 2, 3 rồi là 1, 3 là nhiều anh em nhé. 1, 3 là nhiều ấy. Thế thì tay tiếp theo khả năng tài là nhiều hơn so với xỉu anh em ạ. Theo cảm nhận của tôi ở cái cầu gỗ này, bởi vì con tài xỉu bắn gỗ này nói thật sự là nó đơn giản thì nó cũng không hẳn là đơn giản hẳn đâu. Nó vẫn có những cái lúc mà anh em mình gọi là bí đấy. Đó. Soi qua một chút cân này thì anh em mình nhìn thấy cửa tài ở đây thì nó cũng chưa rõ rồi. Rồi cứ đợi thêm một tay nữa rồi anh em mình phang tiếp cũng được. Đó may quá anh em ơi. May quá mình mà phang tài tay vừa rồi thì coi như là mình đi đứt rồi còn gì nữa đúng không ạ? Ây giời ơi. Nhìn này. Đó. Con xí ngầu 1 nó còn đi ngang cho mình luôn này. Xí ngầu 2, xí ngầu 3 đang quay đầu xuống rồi. Ở đây mình đã nhìn thấy rồi. Cái cầu này nó chắc chắn tay tiếp theo nó sẽ phải là tài. Không chạy đi đâu được đâu. Được chưa? Còn hai củ 9 anh em mình sẽ vào nốt ba củ luôn này. Đó, ba củ luôn, thêm luôn hai một củ rưỡi nữa. Bốn củ rưỡi. Được chưa? Cố gắng được tay này, tay sau mà thành công thì anh em mình chốt luôn phiên chơi ngày hôm nay ở đây, chốt lấy lãi luôn cho anh em mình gọi là bảo toàn được số lãi nhé. Được chưa anh em? Đó, tôi đã nói rồi. 7 củ nhẹ tênh anh em ạ, 7 củ nhẹ tênh. Đó. 5 3 và 2 11 điểm tài anh em nhá. Tôi đã bảo rồi. Cái phương pháp soi ở cái tài xỉu bắn gỗ này thật sự là nó không hề khó đâu anh em ạ. Đó, quanh đi quẩn lại tôi kê lại nhá. Cầu 1 2 3 này, cầu 1 1 này, 1 1 nhưng mà kéo dài tùy nhá. Có 1 có 3 này, có 2 này, đó, cầu đối này. Cầu đối thì thường anh em sẽ phải bắt những cái tay những cái cột dài anh em ạ. Cột dài thì nó sẽ đối hai bên cân xứng với nhau. Đó. Ở đây thì anh em mình gọi như là vứt nốt 100 này vào xỉu đi, coi như là kết tay hôm nay đi. Đó. Coi như đã giải đáp được cho anh em đời cô Liêu được một cái gọi là thắc mắc rồi nhá. Đó. Khi nào mà anh em đời cô Liêu thấy thì cho mình xin một like một subscribe nhá. Đấy, xem như là đã trả được cái kèo thắc mắc cho anh em rồi. Đấy. Mình cũng rất mong anh em đóng góp thêm nhiều ý kiến ở trong phần comment của video lẫn trong nhóm Telegram của mình này để có thể cải thiện hơn, hoàn thiện hơn những cái phương pháp chốt lãi hàng ngày cho anh em nhé. Ok, bây giờ thì cũng chốt được số lãi hôm nay ở đây là 57 củ rồi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhé. Bye bye tất cả anh em.